Xin chào các bác nhá, em đang có mặt ở Toyota Thăng Long. Hôm nay là 31 tháng 8 dương lịch và cũng là ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch, hết tháng Ngâu. Và như các bác đang quan sát thì hôm nay bên Toyota Thăng Long đang chuẩn bị giao rất nhiều xe đến khách hàng. Có hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác qua về cái mẫu xe Route này đi, bởi vì nó gần như đang có đủ hết màu đây. Đây các bác nhìn thấy một dàn xe Route luôn, 4 chiếc Route, một chiếc màu đỏ mận, một chiếc màu đỏ nâu và hai chiếc màu trắng sẽ lần lượt được giao về các thành phố lớn. Hà Nội chính là cái chiếc màu nâu kia. Một bác ở Hòa Bình thì lấy con màu đỏ này, hai chiếc màu trắng kia, một chiếc sẽ về Thái Bình và một chiếc về Nam Định. Đây là màu đỏ đun các bác nhá. Rút nó đang có rất nhiều màu này, đỏ đun này, đen này, trắng này, bạc này. Thường thì khách hàng hay lựa chọn cái màu trắng với màu đỏ này nhiều nhất. Đây các bác thấy tổng thể đuôi xe này, nó được nâng cao lên cái góc thoát rất lớn nhá. Route này là một dòng xe 7 chỗ gầm cao, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và mẫu xe này thì được mệnh danh là tiểu Fortuner, bởi vì nó mang những cái dáng dấp thiết kế khá là giống của một người đàn anh Fortuner. Và nó có cái phần nhỏ hơn một chút, nhỏ nhắn hơn. Thiết kế chỗ ngồi là 7 chỗ xịn các bác nhá. Xe Route thì thời điểm vừa rồi nó rất là ít về Việt Nam, bởi vì đây là dòng xe nhập, nó chịu nhiều cái thủ tục khá là rườm rà. Gần đây thì Route mới bắt đầu thông quan nhiều hơn. Và kể từ thời điểm ra mắt đến nay thì Route đa số đều rơi vào tình trạng là bia kèm lạc. Bia kèm lạc như nào thì chắc là các bác, nếu mà dùng xe Toyota lâu thì chắc là cũng đã nghe thấy rồi, đúng là bán kèm phụ kiện. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Route đã trở về đúng với mức giá niêm yết là 668 triệu. Chi tiết khuyến mại thì mời các bác liên hệ trực tiếp với số hotline mà em đã đính kèm trên video, em sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Đây các bác, đây là màu trắng này. Đó, màu trắng này là nhiều người dùng nhất. Còn đây là chúng ta có cái màu đỏ nâu. Đỏ nâu này thì mã màu nó là R54 các bác nhá, rất là dị. Đó, cái màu này thì nó có một cái đặc trưng là nếu mà các bác đi trời nắng đủ sáng ấy, thì nó nhiều màu nâu, nó còn sang cả ánh đỏ. Mà nếu mà các bác đi trời tối, chiều tối chẳng hạn, thì nó lại chuyển dần thành màu đen. Đây em giới thiệu qua về cái phần đầu xe một chút cho các bác quan sát này. Đây là phần đầu của xe Route này. Thì các bác lưu ý là mặc dù nhìn thấy nó không có cái đèn đèn bi ở đây nhá, đèn projector ấy, nhưng mà tuy nhiên ở đây này thì tất cả đều là đèn LED hết. Đó, đèn LED cho ánh sáng trắng. Và dọc cái phần tay em này, nó đều là những cái dải đèn LED ban ngày. Phía dưới chúng ta có đèn xi nhan. Và như các bác đang thấy thì cái phần lưới tản nhiệt này này, nó sử dụng 4 cái thanh răng ngang rất là lớn, tạo cho chiếc xe có một cái vẻ dữ dằn. Đó, kết hợp ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đèn sương mù được vuốt tam giác như thế này, rất là phá cách. Và các bác nhìn này, cái phần cản trước chống va chạm, đây là phần cản zin các bác nhé, cản zin theo xe luôn đó. Đấy, và thậm chí là bác nhìn xe nó có cả cái váy đỡ luôn này, tránh bắn văng này. Nếu mà có va chạm gì chẳng hạn thì chỉ va chạm vào phần này thôi. Đây, tổng thể phần đầu. Ở cái phần nắp capo này, các bác đang nhìn thấy mấy cái đường dập nổi 1, 2, 3, 4 này, nó sẽ tạo hình, nhìn chiếc xe nó khỏe hơn và nó như là lao về phía trước. Đây Route các bác nhá. Ở đèn này chúng ta có sẵn công nghệ tự động bật tắt này. Đó, đây là phần bên hông xe. Các bác nhìn bộ mâm có đẹp không ạ? 17 inch. Tay nắm cửa thì được thiết kế cùng màu thân xe. Gương chiếu hậu thì chỉnh điện, cụm điện và cũng có tích hợp cả cái xi nhan LED trên gương rồi. Ở phần tay nắm cửa ấy nhá, có tích hợp sẵn cái chìa khóa thông minh, nút bấm mở cửa thông minh các bác. Bấm này thôi là mở khóa. Đó, một chiếc xe cũng khá là cao, nhưng mà hơi tiếc thì nó được chưa được trang bị sẵn cái bậc bước chân như là cái Fortuner. Cái này các bác có thể trang bị thêm. Đây phần đuôi này. Đấy, các bác nhìn tổng thể nhá, cái cảnh hướng gió phía sau rất đẹp luôn, em rất thích đứng ở góc ngoài nhìn. Ở đây nó có một cái hay này các bác, cái phần trụ C này nhé. Bình thường các mẫu xe khác nó rất nhỏ đó, nhưng mà các bác nhìn Route này, cái ô cửa kính nó rất lớn. Cái này thì giúp người ngồi ở phía bên trong ấy, người ta rất là thoải mái và thoáng xe.
Đây là phần đuôi đèn hậu này. Toàn bộ cái này là led hết. Đó. Ban đêm đẹp lắm. Ở đây có cái đèn phanh trên cao. Ở group này thì nó chỉ có duy nhất một phiên bản đó nhá, group F. Bản thể thao. Và đằng sau này thì các bác đang thấy này, chúng ta có đủ là camera lùi và cảm biến lùi, cản sau chống va đập. Đây, gầm rất là cao. Có một chi tiết đáng chú ý ở cái mẫu xe rút này, đó chính là nó đang sử dụng khối động cơ 1.5. Nhiều người thì nói là nó hơi yếu một chút, tuy nhiên thì cái sự kết hợp của nó với cái hộp số tự động 4 cấp và đặc biệt là cái hệ thống dẫn động cầu sau thì nó giúp cái xe này có một cái sức đẩy rất là tốt. Các bác chở 7 người thoải mái luôn. Đây là tổng thể của em rau rút đủ màu. Mời các bác xem lại. Đây chúng ta có màu trắng này. Màu đỏ nâu đi. Đây đỏ nâu. Đấy, các bác nhìn thấy hai màu này nó như thế nào. Màu đỏ nâu này nó rất là đẹp đấy. Về phần tiện nghi thì em có thể kể cho sơ một chút với các bác này. Xe này nó có sẵn chìa khóa thông minh này, đầu DVD, ngắm loa này. Có 6 túi khí quanh xe. Đó. Và về tính năng an toàn ấy thì xe được trang bị sẵn phanh ABS dành cho 4 bánh. VSC cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, kiểm soát lực kéo. 6 túi khí quanh xe các bác nhá. Đây, điều chúng ta rất quan tâm đó chính là cái mức tiêu thụ nhiên liệu. 6,7 lít cho đường kết hợp, 8,2 lít cho 100 km đường trong đô thị và 5,8 lít ngoài đô thị. Đây chính là tổng thể về cái mẫu xe Toyota Rush. Hiện tại xe này thì bên em đang có màu trắng, màu đỏ đun, đỏ nâu, màu đen, màu bạc. Đa số các xe đều có thể giao sớm được. Giá bán thì đồng giá như nhau. 668 triệu lộc lộc phát, con số rất đẹp các bác nhá. Đó, mọi thông tin chi tiết về khuyến mại, trả góp cũng như giá bán, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Số em đã đính kèm trên video rồi. Em hứa sẽ phục vụ các bác tốt nhất. Đó, hỗ trợ được cái gì em sẽ hỗ trợ hết. Rồi, xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào ạ.